Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu là trình diễn hai phương án này. Giả sử, thì bây giờ tôi muốn xem là phương án mái dốc thì như nào, tôi kích chuột đây. Thì các bạn thấy này, nó hiện ra mái dốc. Tôi muốn xem phương án mái pháp, tôi chọn đây. Thì nó hiện ra phương án mái pháp. Ví dụ khung nhìn 3D này, rename, tôi đổi tên đi. Tôi sẽ đặt tên là Roof Mansard. Ok, tức là trong khung nhìn này tôi sẽ hiển thị là cái đối tượng là Mansard Roof để các bạn quan sát nha. VG, VG. Khi chúng ta kích hoạt cái tính năng Design Option thì trong thẻ VG cháu nó sẽ hiện ra đây. Các bạn kích sang thẻ Design Option này. Design Option Solution nhé. Để mặc định hả? Không. Phương án Mansard Roof. Apply. Ok. Bây giờ tôi sẽ tạo ra cái khung nhìn số 2. 3D View này. SD. Tôi sẽ đổi tên cháu này là Roof Slope. Tức là mái dốc đấy. Các bạn gõ lệnh VG VG. Design Option. Đổi cái này sang là Slope Roof Primary. Apply. Ok. Sắp xếp số loại hai khung nhìn này. Như vậy các bạn thấy này, trong cùng một cái đồ án thiết kế, tôi có thể sử dụng kỹ thuật Design Option thể hiện hai phương án thiết kế mái khác nhau. Một là phương án mái dốc, hai là phương án mái pháp như các bạn nhìn thấy trên màn hình.